Một sao nam nổi tiếng trắng tay sau gần 2 thập kỷ vì bị quỵt tiền. Nam diễn viên này vô cùng phẫn nộ khi bị công ty chủ quản quỵt lương trong 18 năm qua. Ngày 21 tháng 10, một làng giải trí Hàn Quốc và đông đảo khán giả vô cùng bất ngờ trước thông tin nam diễn viên Lee Seung-gi bị công ty chủ quản không trả tiền lương trong 18 năm qua. Theo Dispatch, thông qua số liệu trong báo cáo tài chính do sao nam này cung cấp dễ dàng nhận thấy anh không hề nhận được bất kỳ đồng nào từ công ty từ việc phát hành các sản phẩm âm nhạc. Ngoài ra, khi nhìn vào bảng kê khai, Dispatch đã chỉ ra từ khoảng tháng 10 năm 2009 đến tháng 9 năm 2022, nam diễn viên đã mang số tiền kiếm được từ các kênh phân phối âm nhạc về công ty là 9,6 tỷ won, tương đương 7,17 triệu USD. Thực tế, Lee Seung-gi đã không ít lần yêu cầu công ty giải trình về việc không trả lương. Tuy nhiên, nam diễn viên vô tình nhận về sự chỉ trích, thờ ơ từ phía công ty chủ quản, cậu là ca sĩ gây lỗ, làm sao chúng tôi trả lương cho cậu được? Cậu có biết chi phí để quảng bá album là bao nhiêu không? Phải tặng cái này cho giám đốc truyền thông A, tặng cái kia cho giám đốc truyền thông B. Seung-gi, người hâm mộ của cậu không mua album đâu. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, theo báo cáo, nam diễn viên cung cấp album thứ 6 của anh đã thu về doanh thu khủng là 1.054 tỷ won, tương đương 787.000 USD. Sau khi trừ các chi phí sản xuất, công ty chủ quản sẽ nhận về 882 triệu won, xấp xỉ 659.000 USD. Thêm vào đó, ghi chép kế toán từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 8 năm 2009, Hook Entertainment đã làm thất lạc. Cho nên, một số nguồn tin suy đoán số tiền công ty này nhận được từ các kênh phân phối âm nhạc có thể lên tới 10 tỷ won, khoảng 7,47 triệu USD. Ngay lập tức nhiều người cho rằng việc công ty bị lỗ do phát hành nhạc cho Lee Seung-gi hoàn toàn là không hợp lý. Nam diễn viên từng bày tỏ sự bức xúc dành cho công ty chủ quản thông qua một đoạn tin nhắn: "Thật đau lòng khi tôi, một người 37 tuổi đang làm việc chăm chỉ, lại bị đe dọa và chửi bới như một học sinh trung học 18 tuổi. Dispatch cho biết thêm, giám đốc của Hook Entertainment đã buông lời dọa dẫm tới nam diễn viên, ông sẽ mạo hiểm tên tuổi và tính mạng để giết Lee Seung-gi bằng mọi giá.